các bạn đang nghe truyện Đế quốc đại phản tặc trên kênh TV Audio CV. Chương 1526, hai quân hội quân. Hai, thấy đội ngũ nhà mình bị kỵ binh đánh tan, đang bị kỵ binh đuổi chém, đầu óc hắn đang nhanh chóng chuyển động. Thổi kèn, rút về. Ở dưới tình huống không rõ tình hình địch, mang quân đội lên bờ rút về trên thuyền bảo tồn thực lực, đây mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Tiếng kèn rút lui vang lên các đảng khấu quân còn đang phản kháng chém giết cũng không dây dưa nữa, ùng ùng rút lui về phía sau. Đảng khấu quân thế tới rào rạc rút lui như thủy triều. Khi tiến công uy phong lẫm liệt, lúc rút lui chật vật không chịu nổi. Ở dưới kỵ binh đuổi chém, rất nhiều binh sĩ đảng khấu quân không có cách nào lên thuyền, chỉ có thể trốn vào trong bụi cỏ lau tạm thời tránh né. Đảng khấu quân bị đánh lui, chiến kỳ tả kỵ quân một lần nữa cắm ở trên bến tàu Trấn Đông Nghĩa lưu lại một đội kỵ binh cảnh giới, người khác lui về phía sau nghỉ ngơi hồi phục. Rõ. Ở sau khi đánh lui đảng khấu quân, kiêu kỵ doanh giáo úy hoàn hảo bất chấp dọn dẹp chiến trường, sau khi lập tức bố trí bộ đội cảnh giới, dẫn thủ hạ rút lui về phía sau. Bọn họ mấy ngày nay liên tục ác chiến. Đầu tiên là đánh tan bộ đội sở thuộc Hồ Chí Dũng đảng khấu quân, bắt tù binh lượng lớn kẻ địch. Sau đó lại ngựa không dừng vó tiếp viện Trấn Đông Nghĩa sau khi trải qua một phen xung phong chém giết, kỵ binh kiêu kỵ doanh bây giờ vừa đói vừa mệt. Trong đại sảnh một chỗ quán rượu của Trấn Đông Nghĩa, cao tầng kiêu kỵ doanh và hỏa tự doanh thành công gặp mặt. Mũ giáp của hỏa tự doanh giám quân Hồ Bình An cũng đánh mất ở trong chiến đấu, trên tóc rối tung dính đầy vết máu. Hắn tuy nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất phấn chấn. Hoàng giáo ý, ta là hỏa tự doanh giám quân Hồ Bình An. Hồ Bình An hướng kiêu kỵ doanh giáo úy hoàng hạo ôm quyền hành lễ, đặc biệt vui vẻ. Hôm nay may có kiêu kỵ doanh các ngươi kịp thời chạy tới, bằng không, bến tàu này cùng trấn đông nghĩa chúng ta đã không thủ được. Đợi đánh xong một trận này, hỏa tự doanh chúng ta nhất định đăng môn bái tạ. Hoàng hạo khoát tay nói, đều là huynh đệ nhà mình, không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, bảo cảnh an dân cũng là điều kiêu kỵ doanh chúng ta phải làm. Hồ Giám Quân, ta giới thiệu cho ngươi một phen. Hoàng hạo sau đó kéo giám quân từ anh ở một bên, nói, vị này là tân nhậm giám quân từ anh của kiêu kỵ doanh chúng ta. Ra mắt từ giám quân. Hồ giám quân, hạnh ngộ. Hoàng hạo sau đó lại giới thiệu mã đại lực, vị này là phó úy mã đại lực của kiêu kỵ doanh chúng ta. Mã phó úy tiễn thuật vô song, ta sớm có nghe nói, hôm nay có thể kề vai chiến đấu với mã phó úy, quả thật là chuyện may mắn. Mã Đại Lực Kim Tốn nói: "Hồ giám quân các ngươi chém giết cùng kẻ địch cấp mấy lần, cũng khiến ta kính nể không thôi." Mọi người sau khi giới thiệu làm quen lẫn nhau, giáo úy Hoàng Hạo dẫn theo một đám người, lại đi thăm hỏa tự doanh giáo úy Lâm Uy bị thương nặng. Lâm Uy tự mình lãnh binh xung phong chém giết, trên người đã trúng vài đao. Nếu không phải có giáp trụ ngăn cản một bộ phận lực sát thương, hắn bây giờ đã đi đời nhà ma. Chẳng qua bây giờ Lâm Uy vị giáo úy này nằm ở trên giường Áo giáp nhuốm máu đã không thể động đậy, mất đi sức chiến đấu. Cũng may vết thương của hắn đã được băng bó, máu đã cầm, chẳng qua có chút suy yếu mà thôi. Hoàng giáo úy, các ngươi tới quá tốt rồi, ta bây giờ không có cách nào lãnh binh xung phong chém giết. Kế tiếp chiến sự Trấn Đông nghĩa liền kính nhờ ngươi rồi. Đám người Hoàng Hạo đến khiến Lâm Uy rất vui vẻ. Nếu không phải Hoàng Hạo dẫn dắt kỵ binh kịp thời tiếp viện, Trấn Đông nghĩa này đã phải thất thủ một khi thất thủ, Lâm Uy hắn không chỉ có lỗi với huynh đệ chết đi, cũng không có mặt mũi nào đi gặp tham tướng Tào Thuận. Đồng thời nơi này thất thủ, đảng khấu quân kia liền có thể một lần nữa tiến vào Trần Châu, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Lâm giáo úy, ngươi dưỡng thương cho tốt, kiêu kỵ doanh chúng ta đã đến đây, vậy không cho phép đảng khấu quân làm càng. Hoàng hạo nói với bọn Lâm Uy, ta lại nói cho các ngươi một tin tức tốt binh mã đảng khấu quân tiến vào cảnh nội Trần Châu đã bị chúng ta đánh tan, bị bắt còn có hơn 1.000 người, bây giờ Tào Thúc đang cầm quân tìm kiếm tiêu diệt tàn quân. Sau khi nghe được tin tức này, bọn Lâm Uy đều rất vui vẻ. Hay, đánh hay lắm. Ai bảo bọn hắn đến Trần Châu chúng ta cướp bóc, đây là kết cục của bọn hắn. Bộ đội sở thuộc đảng khấu quân Hồ Chí Dũng bị đánh tan, tin tức này làm phấn chấn rất tốt bộ đội sở thuộc Lâm Uy khổ chiến mấy ngày. Điều này làm bọn họ cảm thấy sự trả giá của mình đều là đáng giá. Nếu thật sự Trấn Đông Nghĩa bị công hãm, Đảng Khấu Quân đi tiếp ứng, vậy đối phương rất có khả năng chuồn đi. Sau khi mọi người nói chuyện một lát, Lâm Uy ném ánh mắt về phía giám quân Hồ Bình An. "Lão Hồ, ta bây giờ không có cách nào xung phong chém giết. Người mang huynh đệ may mắn còn sống sót của hỏa tự doanh chúng ta cùng Hắc Kỳ hội đều tụ tập lại, từ giờ trở đi, các ngươi đều nghe theo hoàng giáo quý thống soái." Vâng. Giám quân Hồ Bình An lập tức đáp ứng. Giáo quý Hoàng Hạo cũng không từ chối, này nhận lấy quyền chỉ huy này. Ở trong tả kỵ quân tuy phân chia các doanh, nhưng Trương Vân Xuyên cũng đã định ra quy củ. Đó chính là lên chiến trường, vô luận lệ thuộc một mũi bộ đội nào, quan quân cấp thấp đều phải nghe theo quan quân cao cấp. Hôm nay Lâm Uy bị thương nặng đánh mất sức chiến đấu, tàn quân hỏa tự doanh tự động do giáo quý Hoàng Hạo chức quan cao nhất nơi này chỉ huy. Lâm Uy lo lắng người dưới trướng có ý kiến, cho nên cố ý địa nhắc nhở giám quân hồ bình an một phen. Lâm giáo úy, vậy ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, việc của trấn đông nghĩa này giao cho ta. Hoàng hạo sau khi lại trấn an Lâm Uy một phen, lúc này mới dẫn theo mọi người về tới đại sảnh tử quán. Bọn họ ở trong đại sảnh tử quán mở một cuộc họp ngắn gọn, mỗi người lại bắt đầu bận rộn. Bây giờ kẻ địch còn dừng ở trên mặt sông chưa rời khỏi, bọn họ còn chưa thể thả lỏng sơ ý người hỏa tự doanh kiêu kỵ doanh cùng hắc kỳ hội đều tự tiến hành phân công người hắc kỳ hội phụ trách dọn dẹp chiến trường nhóm lửa nấu cơm vận chuyển người bị thương tàn quân hỏa tự doanh thì trấn giữ ở trên bến tàu trở thành phòng tuyến thứ nhất kiêu kỵ doanh ở trong mấy kho hàng lớn bên cạnh trấn đông nghĩa xây dựng cơ sở tạm thời nắm chặt thời gian nghỉ ngơi bổ sung thể lực khi tả kỵ quân một lần nữa đoạt lại bến tàu trấn đông nghĩa phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng Sương cũng không nhàn rỗi. Hắn phái ra lượng lớn đội thám báo ngồi thuyền nhỏ, từ nơi khác nhau lên bờ, thăm dò hư thật của tả kỵ quân. Sáng sớm, các tiểu thương trong thành Bắc An dậy từ sớm, ở góc đường dựng lên quầy hàng ăn sáng. Ở trong lửa than hừng hực, nước trong nồi sắc lớn đun sôi trào, bốc hơi nóng vù vù, tăng thêm vài phần ấm áp cho sáng sớm còn mang theo hơi lạnh. Các tiểu thương bán hàng trong tay chân lanh lẹ, từng cục mì ở trong tay bọn họ biến thành vàng thắng kích thước nhất trí trong nồi chảo bên cạnh chiên từng cái bánh giòn hương thơm tỏa ra từ gốc thúy bính là một loại bánh quy nướng khô dệt thường được làm bằng bột mì hương liệu hoặc gia vị chẳng hạn như muối thảo mộc hạt hoặc phô mai có thể được thêm vào bột hoặc rắc lên trên trước khi nướng trước kia đại đa số dân chúng thành bắc an đều ở trong nhà mình ăn cơm nhưng hôm nay thành bắc an buôn bán phồn vinh các ngành các nghề đều đang hừng hực phát triển cửa hàng quầy hàng ăn uống cũng nhiều hẳn lên đặc biệt những người dân cần đi ngoài thành xây binh trạm cầu đường tự nhiên không có thời gian ở nhà nấu cơm với lại theo bọn họ bắt đầu làm việc thu nhập tăng lên rồi ra tay cũng trở nên hào phóng chút dám chi ở bên ngoài ăn cơm bọn họ đều là sáng sớm ra ngoài ở trên quầy hàng nhỏ ăn một chút bằng không làm việc không có sức chỉ một lát sau trên quầy hàng nhỏ dọc phố đã ngồi đầy dân chúng chuẩn bị đi bắt đầu làm việc. Những người dân này mang theo đòn gánh, sọc, quất các thứ. Sau khi bọn họ cơm nước xong, muốn ra ngoài thành làm việc. Trần Châu Nhật báo, Trần Châu Nhật báo. Khi dân chúng ở trên quầy hàng nhỏ vội vàng ăn bữa sáng, một thanh niên đeo tay nải xuất hiện ở đầu phố. Tả kỵ quân tàu tham tướng dẫn thủ hạ ở sông Tiểu Thanh phục kích thủy khấu, lấy được toàn thắng, chém giết mấy trăm thủy khấu bắt tù binh mấy trăm. Trong tay thanh niên vung một phần trần châu nhật báo đêm qua vừa in ra, lớn tiếng hô hào. Tiếng hô hào của thanh niên kia nhất thời hấp dẫn sức chú ý của dân chúng. Tin tức thủy khấu chui vào cảnh nội trần châu bọn họ, bọn họ là biết, mấy ngày trước thành Bắc An còn giới nghiêm đó. Thành Bắc An giới nghiêm ảnh hưởng bọn họ làm việc, bọn họ còn thầm oán một hồi lâu, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của mình. Mấy ngày nay có không ít dân chúng trấn Đông Nghĩa, trấn trúc khê chạy vào thành bắc an làm lòng người hoảng sợ bây giờ thành bắc an tuy đã giải trừ giới nghiêm nhưng cũng chỉ cho phép bọn họ làm việc ở trong phạm vi thế lực của thành bắc an bây giờ nghe nói tả kỵ quân tham tướng tào thuận đánh thắng trận bọn họ tinh thần phấn chấn đồng thời cũng đều rất muốn biết nội tình trần châu nhật báo trần châu nhật báo tả kỵ quân kêu kỵ doanh đến trần châu liên thủ với hỏa tự doanh đánh tan thủy khấu lấy được toàn thắng thanh niên đi dọc phố thanh âm xa xa truyền ra ngoài trần châu nhật báo tuy tên nhật báo trên thực tế bởi vì phí tổn các loại nhân tố thường thường đều là vài ngày thậm chí mười mấy ngày mới ra một phần mới nhưng mỗi một lần nội dung đều tương đối chấn động có thể cho dân chúng hiểu biết tình huống địa phương cũng có thể hiểu biết tình huống phủ huyện khác dân chúng tuy tò mò nội dung nhưng bọn họ thứ nhất không nỡ bỏ ra năm đồng tiền đi mua một phần thứ hai bọn họ đều là bạch đinh một chữ bẻ đôi cũng không biết cho dù là mua được bọn họ cũng không nhận ra nhưng thanh niên bán báo chỉ nói một cái đại khái lại cố ý không nói nội dung cố ý câu lòng hiếu kỳ của mọi người ta lấy một phần trần châu nhật báo lúc này một thanh niên bộ dáng người đọc sách sớm đã chờ ở trên bậc thang tiến lên có ngay thanh niên bán báo lập tức từ trong tay nải lấy ra một tờ báo đưa cho người đọc sách đó năm đồng người đọc sách lấy ra năm đồng đưa cho thanh niên bán báo, cho ngươi, cất đi. Người đọc sách sau khi mua báo, đi đến trên bậc thang dưới mái hiên, tìm một quầy hàng nhỏ ngồi xuống bắt đầu đọc. Xem nội dung trên Trần Châu Nhật báo, hắn càng xem càng vui vẻ, trên mặt tràn đầy nét hưng phấn. Hậu sinh, tả kỵ quân này thật sự đánh thắng trận sao? Có một ông lão trong tay cầm cái quốc tiến lên, tò mò hỏi, thủy khấu thật sự bị đánh tan rồi. Người đọc sách nhìn một lần dân chúng tò mò chung quanh, hắn đằng hắn cổ họng các vị phụ lão hương thân vậy ta hôm nay liền tiếp tục đọc một chút cho mọi người chỉ là vẫn quy củ cũ người đọc sách khi nói chuyện nhìn mọi người một lần hậu sinh ngươi cứ đọc đi chúng ta biết quy củ ông lão này lấy ra một đồng tiền đặt ở trước mặt thanh niên người khác cũng đều ùn ùn góp tiền mỗi người lấy ra một đồng đưa cho thanh niên trong chớp mắt thanh niên đã thu được mấy chục đồng tiền chung quanh hắn lại vây quanh cả một vòng lớn toàn người thời buổi này người đọc sách quá ít phàm là có chút học thức đều đã trực ban ở các cấp nha môn những người này có thân phận địa vị tự nhiên không muốn xuất đầu lộ diện đi tranh chút tiền lẻ này nhưng dân chúng một chữ bẻ đôi cũng không biết cũng không hiểu nội dung trần châu nhật báo viết cho nên điều này thúc đẩy sinh ra một nghề nghiệp mới đó chính là người đọc báo người đọc sách này chính là một trong những người đọc báo của thành bắc an mỗi lần chỉ thu một đồng tiền đối với đại đa số dân chúng mà nói một đồng tiền bọn họ vẫn có thể chi nổi các loại tin tức trên trần châu nhật báo đối với bọn họ mà nói cũng có rất nhiều tác dụng ví dụ như nơi nào cần tìm người làm nơi nào cần nhân thủ đồng thời cũng có thể nghe một ít tin tức nơi khác xem như giải lao cho cuộc sống khốn khổ được rồi ta đọc đây Người đọc sách sau khi thu hồi mấy chục đồng tiền, lúc này mới vui vẻ mở ra Trần Châu Nhật Báo, bắt đầu đọc trước mặt mọi người. Ngày 20 tháng 10, Tàu Tham Tướng dẫn thủ hạ Mai Phục ở sông Tiểu Thanh, thừa dịp thủy khấu qua sông, đột nhiên phát động công kích đối với thủy khấu còn chưa qua sông. Thủy khấu đại loạn, tướng sĩ tả kỵ quân Anh Dũng Xuân Phong chém giết, trận trả mấy trăm thủy khấu, lấy được toàn thắng. Nghe xong nội dung người đọc sách đọc, dân chúng nghe mà cảm xúc tăng vọt. Hay! đánh hay lắm. Đám súc sinh này nên giết hết. Dân chúng lớn tiếng khen hay, cảm thấy tàu Thuận một trận này đánh rất hay. Ngày 23 tháng 10, tàu Tham Tướng dẫn dắt binh mã truy kích Thủy Khấu chạy trốn, ở phụ cận Tiểu Vương Trang lại đại chiến với Thủy Khấu. Kiêu kỵ doanh giáo úy hoàng hạo dẫn kỵ binh đến chiến trường, trải qua một ngày đêm xung phong chém giết, hoàn toàn đánh bại Thủy Khấu, bắt tù binh hơn ngàn người. Ngày 26 tháng 10, đám người hát kỳ hội đường thạch đầu, ở cảnh nội trấn phú trang bắt được mấy người bọn đầu mục thủy khấu chạy trốn hay quá tào tham tướng thật lợi hại hoàng giáo quý này cũng lợi hại có tả kỵ quân xem thủy khấu về sau còn dám đến dương oai hay không sau khi trương đại đô đốc nắm giữ tả kỵ quân tả kỵ quân này thật sự tốt lên rồi nha đúng vậy có tả kỵ quân chúng ta về sau không cần lo lắng thủy khấu tập kích quấy rối nữa thủy khấu và sơn tặc giống nhau khiến dân chúng đều rất hận bởi vì những kẻ này thường xuyên cướp bóc giết người không chuyện ác nào không làm bây giờ biết được tả kỵ quân liên tục đánh thắng hai trận lớn hoàn toàn đánh bại thủy khấu chui vào trần châu tất cả mọi người đều vẽ mặt phấn chấn bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận đều rất kích động rất cao hứng vấn đề thủy khấu đã giải quyết bọn họ có thể đi nơi xa hơn bắt đầu làm việc kiếm tiền mà không cần lo lắng hải hùng nữa Vị đại ca này, ngươi vừa rồi đọc đều là thật sao? Khi dân chúng vừa nói vừa cười đi bắt đầu làm việc, một trưởng quầy cửa hàng phụ cận tới gần, dò hỏi nội tình. Người đọc sách nhìn trưởng quầy một lần, chắp tay đối với hắn. Không biết ngươi nói một sự kiện nào. Trưởng quầy đưa mấy đồng tiền cho người đọc sách, mở miệng hỏi, chính là chuyện đầu một thủy khấu bị bắt là thật sao? Người đọc sách nhìn mấy đồng tiền, nhất thời mặt mày hớn hở hẳn lên. Đương nhiên là thật, trên Trần Châu Nhật báo này viết rõ ràng rành mạch. Thủy khấu này sau khi ở phụ cận Tiểu Vương Trang bị đánh bại, thủy khấu tán loạn, đầu mục dẫn theo vài người chạy về phía trấn Phú Trang. Chỉ là bọn họ vận khí không tốt, bị hắc kỳ hội bên kia bắt được. Sau khi nghe xong người đọc sách nói, trong lòng trưởng quầy lột bột một cái. Đầu mục thủy khấu kia bây giờ sống hay chết? Trên đây nói chỉ là bắt được, hẳn là sống, bằng không, nên nói là chém giết đa tạ đa tạ rồi sau khi trưởng quầy lại hỏi mấy câu lúc này mới vội vàng cáo từ quay trở về cửa hàng của mình không bao lâu một tiểu nhị cửa hàng liền vội vàng ra khỏi thành trần châu tổng bộ đầu trương võ sải bước đi vào huyện nha bắc an đi thẳng về phía sảnh sau huyện nha triệu lập bân đang xử lý công văn sau khi nhìn thấy trương võ lập tức đuổi thư lại ở bên đi đại quân phục châu tiếp cận trần châu lại gặp phải lượng lớn thủy khấu đột kích đối mặt cục diện phức tạp tri phủ tô nghĩa cùng một ít quan viên địa phương mang theo gia quyến lấy các loại danh nghĩa rời khỏi trần châu đối mặt tình trạng này của trần châu huyện lệnh huyện kiến an triệu lập bân đứng ra ở dưới tham tướng tào thuận ủng hộ hắn tạm thời nhận lấy công việc trên địa phương trần châu tào thuận lãnh binh ở phía trước nên chiến thủy khấu triệu lập bân thì tọa trấn hậu phương kiếm lương thảo cứu chữa người bị thương tình huống như thế nào triệu lập bân sau khi mời trương võ ngồi xuống lập tức sốt ruột không chờ nổi mở miệng hỏi huyện lệnh đại nhân chúng ta thông qua trần châu nhật báo đã phát tin tức ra ngoài trương võ vui vẻ nói mới vừa rồi quân tình ti bên kia truyền đến tin tức thám tử quan châu tiết độ phủ xếp vào đã hành động ta nhắm chừng không cần bao lâu đại đô đốc đảng khấu quân hồ quân của quan châu tiết độ phủ bên kia liền sẽ nhận được tin tức con hắn bị chúng ta bắt con hắn ở trong tay chúng ta đến lúc đó hắn sẽ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám vọng động. Triệu Lập Bân nghe vậy, gật gật đầu. Tham tướng Tào Thuận lãnh binh ở phía trước nên chiến Thủy Khấu, trong lòng bọn Triệu Lập Bân là không tự tin. Dù sao Thủy Khấu là binh sĩ của quan Châu Tiết Độ Phủ, chiến lực của bọn họ cũng không yếu. Nếu là bọn họ dốc cả ổ mà tới, Trần Châu liền thật sự nguy hiểm rồi. Tào Thuận bây giờ đã đánh thắng trận, còn bắt được đầu mục Thủy Khấu, cái này làm trái tim treo lên của bọn họ mới hạ xuống. Triệu Lập Bân bây giờ ra sức tuyên truyền, chính là vì gây áp lực cho Quan Châu tiết độ phủ bên kia. Ta cảm thấy chỉ thả ra tin tức kiêu kỵ doanh đến, không nhất định có thể chấn nhiếp được đối phương. Trương Võ mở miệng nói, chúng ta nên mang tin tức Đại Đô Đốc dẫn dắt Đại Quân đến cũng phát ra. Nếu như vậy, Quan Châu tiết độ phủ bên kia cũng không dám vọng động. Triệu Lập Bân sau khi suy tư một chút, đồng ý ý kiến của tổng bộ đầu trương võ. Ngươi nói không sai. Ta thấy có thể được. Tuy đại quân đô đốc đại nhân dẫn dắt còn chưa đến, chúng ta có thể lấy giả thay thật, cứ nói đến rồi, hù dọa trước quan châu tiết độ phủ bên kia một phen. Triệu lập bân phân phó đối với tổng bộ đầu trương võ, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý. Đi triệu tập thêm một ít tay trống nhạc, làm động tĩnh lớn một chút, cứ nói ngày kia ta muốn ở cổng thành Bắc An Ninh đón đại đô đốc. Vâng. Tổng bộ đầu trương võ không trì hoãn, sau khi cáo từ triệu lập bân, sải bước rời khỏi huyện nha. Quan Châu tiết độ phủ, huyện Thiên Trụ. Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân đang ở trong phủ đệ Đại Đô Đốc Phủ của mình thấp giọng nói chuyện với tiết độ phủ trưởng sự Tống Đằng. Một lần này tiết độ phủ trưởng sự Tống Đằng cũng không phải tới nói chuyện giải hòa với Đông Nam tiết độ phủ. Hắn đối với cái này cố ý không đề cập tới nửa chữ hắn một lần này tới đây là vì giải quyết chuyện ba vạn dân chúng chạy nạn bị bắt bảo hộ quân phân phối một ít lương thực vật tư cho hắn dựa theo lệ thường ngày xưa của quan châu tiết độ phủ bọn họ trước khi phàm là phủ huyện thôn trấn bị nạn lũ nạn châu chấu hoặc nạn hạn hán bọn họ thi thố giải quyết cũng rất đơn giản bọn họ đều sẽ mang thanh niên trong đó mộ binh đến trong quân nuôi cho những người này cơm ăn đám thanh niên này có cơm ăn tự nhiên cũng sẽ không gây sự về phần lưu lại những người già yếu kia, cho dù bọn họ muốn gây sự, cũng không quậy nổi. Bây giờ Quan Châu tiết độ phủ không có nhiều lương thực như vậy đi cứu tế dân chúng kia, lại lo lắng những người này gây rối. Cho nên Tống Đằng vẫn quyết định áp dụng biện pháp cũ, trước mang thanh niên khỏe mạnh trong ba vạn người này chọn lựa ra, tạo thành mấy doanh binh mã. Tiểu Đàn Nga, à, chuyện này ngươi nói tiết độ sứ đại nhân biết không? Nếu không ngươi đánh tiếng cho hắn trước nhìn thấy Tống Đằng muốn tự mình làm mấy doanh binh mã, Đại Đô Đốc đảng khấu quân hồ quân đối với điều này vẫn là khá thận trọng. Trước kia từ trong dân chạy nạn mộ binh thanh niên tòng quân, đều là tiết độ sứ Tống Chiến gật đầu. Mình nếu tùy tiện ủng hộ Đại Công Tử làm như vậy, nói không chừng tiết độ sứ Đại Nhân còn hoài nghi mình có ý tưởng khác. Hồ Thúc, ngươi yên tâm đi. Tống Đằng từ trong lòng lấy ra một phần thủ lệnh đóng đại ấn tiết độ sứ, đưa cho Đại Đô Đốc Hồ Quân nếu không có cha ta cho phép, cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám tự tiện mộ binh nha. Hồ quân tiếp nhận thủ lệnh, sau đó đưa nó cho tham quân phía sau. Ngươi xem xem, bên trên viết gì? Tham quân sau khi đọc một lần, nói với hồ quân, đô đốc đại nhân, đây là thủ lệnh của tiết độ sứ đại nhân. Trên thủ lệnh nói cho phép trưởng sử Tống Đằng từ trong lưu dân chạy nạn chiêu mộ thanh niên, xây dựng ba danh binh mã, tạm định danh là thần uy quân, do đại công tử kiêm nhiệm đại đô đốc thần uy quân trù hoạch kiến lập thần uy quân tiết độ sứ đại nhân lệnh đảng khấu quân chúng ta hỗ trợ hồ quân sau khi nghe được lời này nhất thời yên tâm cùng lúc đó hắn cũng ý thức được đây là tiết độ sứ đại nhân đang trải đường cho đứa cháu lớn này của mình thượng vị bây giờ để hắn làm ra một cái thần uy quân chính là bồi dưỡng một mũi nhân mã dòng chính nghe lệnh hắn hồ quân thu hồi thủ lệnh nhét vào trong lòng hướng về tống đằng nói tiểu đàn ngà ta một chữ bẻ đôi cũng không biết để ngươi chê cười rồi hồ thúc chính là mảnh tướng số một số hai quan châu tiết độ phủ ta ta kính nể còn không kịp nào dám chê cười hồ quân cười ha ha nói tiết độ sứ đại nhân đã đồng ý ta nơi này không có bất cứ vấn đề gì hồ quân quay đầu phân phó đối với tham quân ngươi đi mau chóng phân phối 500 thạch lương thực một ngàn lều trại cùng một ít quân bị cho thần uy quân của tiểu đằng tiểu đàn ngà ngươi cũng biết đảng khấu quân chúng ta tuy so với người khác giàu có hơn một chút, nhưng dưới trướng cũng có nhiều cái miệng cần ăn cơm như vậy. Ta làm đại đô đốc, cuộc sống cũng vất vả nha. Đợi sau này trong tay dư giả, ta lại phân phối thêm cho ngươi một ít lương thực lều trại quân bị, như thế nào? Tống Đằng vội nói, hồ thúc không cần như thế, ngươi có thể phân phối số lương thực lều trại quân bị này cho ủng hộ, ta đã vô cùng cảm kích. Tống Đằng ngôn ngữ cung kính, khiến hồ quân rất hưởng thụ. Hắn nhìn Tống Đằng một lần, nói, tiểu đàn ngà, trong tay ngươi bây giờ cũng không có ai hiểu được cầm quân. Trù hoạch kiến lập thần uy quân này, không có người biết cầm quân không thể được. Hồ quân trầm ngâm, sau đó nói, như vậy đi, ta từ đảng khấu quân phân phối cho ngươi 100 quan quân đi qua, để bọn họ giúp ngươi, dựng lên đội ngũ trước. Tống Đằng hơi sửng sốt, sau đó đã hiểu dụng ý của Hồ quân. Chẳng qua hắn cũng không từ chối đối phương. Vậy đa tạ hồ thúc rồi. Ai, ngươi là cháu lớn của ta, nếu ta không giúp ngươi thì ai giúp ngươi, chung quy không thể đi trông cậy vào người ngoài nhỉ. Hồ thúc nói đúng lắm. Đang lúc bọn họ nói chuyện, một quan quân vội vã xuất hiện ở cửa. Hồ quân nhìn về phía cửa, hùng hổ hỏi, chuyện gì? Đô đốc đại nhân, trong thành xảy ra chuyện rồi, hơn 10 binh sĩ tả doanh đập phá cửa hàng lương thực trương thị, còn giết trưởng quầy. Gì? đại đô đốc hồ quân hùng hùng hổ hổ đứng lên mắng cái đám không bớt lo này cả ngày tìm việc cho lão tử tiểu đàn ngà ngươi ngồi trước ta đi xem có chuyện gì tống đằng cũng đứng lên nói hồ thúc cùng đi xem đi vậy cũng được rất nhanh đoàn người bọn họ liền chậm rãi đến cửa hàng lương thực trương thị trước cửa hàng lương thực trương thị đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh không ít dân chúng cùng binh sĩ ở trên bậc thang có mấy thi thể nằm, trong đó còn có trưởng quầy cửa hàng lương thực trương thị, chẳng qua hắn bây giờ đã đầu một nơi mình một nẻo. Các huynh đệ, chuyển lương thực về cho ta. Một tiếu quan đảng khấu quân đang hai tay chống nạnh đứng ở trên bậc thang. Hơn 10 binh sĩ đang từ trong tiệm lương thực trương thị vận chuyển lương thực ra bên ngoài. Số lương thực này đều là cửa hàng lương thực trương thị chứa đựng trong hầm, chỉ có hơn 30 thạch. Bọn họ giữ lại số lương thực này, Vốn là muốn trữ hàng đầu cơ tích trữ, đi chợ đen bán được giá tốt. Dù sao bây giờ giá lương thực mỗi ngày một tăng, hơn nữa là có tiền chưa chắc mua được, ai cũng muốn kiếm một khoản. Nhưng ai biết bọn họ vận khí không tốt. Có gia quyến binh sĩ đảng khấu quân không mua được lương thực, đành phải nói cho nam nhân nhà mình. Binh sĩ đảng khấu quân tuy ở trong quân có cơm ăn, nhưng người trong nhà không mua được lương thực, đói bụng cho nên tiếu quan này trực tiếp dẫn theo một đội người xông vào cửa hàng lương thực trương thị thô bạo yêu cầu cửa hàng lương thực trương thị lấy ra lương thực lúc này trưởng quầy tiệm lương thực khẳng định không dám lấy ra bên ngoài nha môn đã lên tiếng ai dám đầu cơ tích trữ phải nghiêm túc xử lý bọn họ bây giờ nếu lấy ra vậy là không đánh đã khai cho nên bọn họ cắn chặt nói không có lương thực những binh sĩ đảng khấu quân này lại không phải loại dễ treo vào bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn gia quyến mình chịu đói. Cho nên bọn họ trực tiếp bắt đầu tìm tòi kiểu trải thảm, từ trong hầm lục soát ra hơn 30 thạch lương thực. Lần này đã chọc vào tổ ong vò vẻ. Xem tên chó này dám lừa gạt mình, tiếu quan giận không thể kiềm chế được. Tiếu quan dưới cơn giận dữ, dắt đám người trưởng quầy, trực tiếp bắt đầu cướp bóc cửa hàng lương thực. Binh sĩ đảng khấu quân cướp bóc cửa hàng lương thực trương thị, chẳng những chưa bị dân chúng phản đối, ngược lại là đạt được nhất trí đồng ý gian thương bọn hắn thực đáng chết bọn hắn nói không có lương thực nhưng thế mà trong hầm còn giấu mấy chục thạch lương thực bây giờ lương thực đông nam tiết độ phủ không vận chuyển đến được dẫn tới quan châu tiết độ phủ ở trên chợ thiếu lương thực trừ lương thực các loại vật tư cũng dần dần lâm vào thiếu thốn đã hình thành một hiệu ứng khủng hoảng đại đa số dân chúng không mua được lương thực bó tay không có cách nào nhưng binh sĩ đảng khấu quân trong tay cầm đao, lại không có nhiều băng khoăn như vậy. Người trong nhà bọn họ ăn không đủ no mặt không đủ ấm, bọn họ không thể không quản không hỏi, cho nên mới có chuyện đập cửa hàng lương thực xảy ra. Hành vi của bọn họ được dân chúng hoang hô khen hay. Đại đô đốc đến. Trưởng sử đại nhân đến. Ở lúc tiếu quan đảng khấu quân đang dẫn người vận chuyển lương thực, đại đô đốc hồ quân cùng trưởng sử tống đằng đến hiện trường. Đám người tránh ra một con đường, trên đường nhất thời yên tĩnh xuống. Tiếu quan hai tay chống nạnh đứng ở trên bậc thang thấy thế, có chút ngây dại. Hắn không ngờ đại công tử cùng đại đô đốc đồng thời đến. Hồ quân và tống đằng ở dưới đám người vây quanh, đã đến hiện trường. Nhìn tiểu nhị cửa hàng cùng trưởng quầy phơi thay trước cửa hàng lương thực, tống đằng bắt đầu nhíu mày. Bái kiến đại đô đốc. Bái kiến đại công tử. Hơn 10 binh sĩ đảng khấu quân buông xuống lương thực từ trong tiệm cướp được, Bộ xuống bậc thang, hướng về đám người đại đô đốc hồ quân hành lễ. Đại đô đốc hồ quân đạp tiếu quan cầm đầu kia một cước, mắng, đồ chó, ai cho các ngươi động đao giết người. Đại đô đốc, ngài nghe ta giải thích nha. Tiếu quan ngụy khuất nói, vợ cùng ba đứa con trong nhà ta đều không có cơm ăn. Giá lương thực trên chợ đen cũng tăng lên trời rồi, một tháng quân lương của ta ngay cả một đấu lương thực cũng không mua nổi. Đám gian thương chó chết này ngoài miệng nói không có lương thực, lại âm thầm cầm lương thực đến trên chợ đen đầu cơ trục lợi kiếm bạc, lão tử tức không chịu nổi, liền giết bọn hắn. Đại đô đốc Hồ Quân sau khi nghe xong tiếu quan dưới trướng giải thích, cơn giận trong lòng tiêu tán không ít. Chó chết, một lần này xem ở trên mặt mũi đại công tử, lão tử liền không so đo với ngươi nữa, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Quay đầu những người này nếu dám đầu cơ tích trữ, tăng giá bừa bãi nữa, trực tiếp bắt lại đưa tới nha môn, đừng tự mình giết. Vâng. Tiếu quan thấy đại đô đốc không có ý tứ trừng phạt mình, lập tức cao giọng đáp ứng. Đại đô đốc hồ quân chỉ vào trưởng quầy cửa hàng lương thực trương thị bị giết, lớn tiếng nói, đều nghe rõ cho lão tử. Ai dám đầu cơ tích trữ, làm thương nhân đen lòng nữa, bọn hắn chính là kết cục. Hồ quân quay đầu phân phó, mang thi thể bọn hắn treo ở trên đầu tường cho ta, đe dọa trưởng quầy khác một phen. Vâng chưởng quầy cùng tiểu nhị cửa hàng lương thực trương thị vì mấy chục thạch lương thực bạc chưa kiếm được ngược lại đánh mất tính mạng vô ích giải tán đều giải tán đừng con mẹ nó góp náo nhiệt nữa hồ quân bảo vệ binh sĩ dưới trướng mình không trừng phạt tội giết người đánh cướp của bọn họ ngược lại là chụp cho người cửa hàng lương thực trương thị một cái mũ đầu cơ tích trữ định tội của bọn họ dân chúng đều hoan hô khen ngợi nhưng cảm xúc trong lòng đại công tử tống đằng lại không phải tiểu đằng ta xử lý như vậy ngươi cảm thấy như thế nào hồ quân sau khi dứt khoát quyết đoán xử lý việc này có chút đắc ý hỏi tống đằng người cửa hàng lương thực trương thị đầu cơ tích trữ thật là tự tìm đường chết hồ thúc ngươi giết bọn họ quả thật bình ổn cơn giận của dân tống đằng đổi giọng nói nhưng bọn họ tích trữ lương thực cũng chỉ có mấy chục thạch nói rõ vấn đề thiếu lương thực của chúng ta thật sự là rất nghiêm trọng nha vừa rồi ta cũng nghe binh sĩ đó nói một tháng quân lương của hắn hôm nay ngay cả một đấu lương thực cũng không mua nổi tống đằng thấp thỏm lo âu nói chúng ta nhiều binh sĩ như vậy có cơm ăn nhưng gia quyến bọn họ cùng vô số dân chúng giống nhau phải đói bụng ta nghe nói hôm nay không chỉ có vấn đề lương thực thứ khác như là vải vóc muối ăn các thứ cũng bắt đầu thiếu không chỉ có huyện thiên trụ càng nhiều nơi hơn đều thiếu vật tư mắt thấy trời càng ngày càng lạnh Chúng ta phải mau chóng giải quyết vấn đề lương thực không đủ nha, bằng không phải có đại loạn. Tống Đằng đây là quanh co lòng vòng nhắc nhở Đại Đô đốc Hồ Quân, trở mặt với Đông Nam Tiết độ phủ, hậu quả rất nghiêm trọng. Hy vọng gã có thể ý thức được vấn đề này, hơn nữa sửa đổi thêm, mau chóng thu hồi binh mã phái ra cướp bóc. Tiểu Đằng, ta biết trong lòng ngươi để ý dân chúng. Đại Đô đốc Hồ Quân chẳng hề để ý nói, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta, ta đến giải quyết ta sẽ phái người đi trần châu bên kia can thiệp bọn họ nếu dám cản trở lương thực vận chuyển về phía bắc chọc giận lão tử lão tử trực tiếp ra tay thu thập bọn hắn tống đằng thấy đại đô đốc hồ quân không để lời của mình vào trong lòng ngược lại to mồm không biết ngượng muốn thu thập trần châu trong lòng hắn bất đắc dĩ đến cực điểm nhưng đối phương là đại đô đốc đảng khấu quân tây nắm quyền to lại là ái tướng tâm phúc của lão cha mình hắn cũng không tiện trực tiếp xé rách da mặt với gã Tống Đằng ở sau khi quay trở về quan dịch mình lâm thời ở lại, gọi quan lại cấp dưới của mình lương tử mặt tới trước mặt. Nếu hồ thúc tiếp tục khư khư cố chấp, nguy hại là toàn bộ quan châu tiết độ phủ chúng ta. Hôm nay giá hàng tăng cao, có tiền chưa chắc mua được, nếu tiếp tục duy trì, quan châu tiết độ phủ chúng ta cho dù sắp xếp hết thanh niên vào trong quân cũng không giải quyết được vấn đề. Dù sao lượng lớn người đến lúc đó ùa vào trong quân, một khi trong quân cạn lương thực, vậy thật sự không thể xoay chuyển được nữa. Tống Đằng nói với Lương Tử Mặc, ngươi lập tức mang thư ta tự tay viết giao cho cha ta, bảo ông ấy ra mặt giải quyết việc này. Nếu ông ấy tiếp tục mặc kệ không hỏi, vậy ta trưởng sử này cũng không làm nữa, ai muốn làm cứ để người đó làm đi. Dù sao ta không quản được những việc này. Tống Đằng cũng không đủ uy vọng khiến Đại Đô Đốc Hồ Quân nghe lời hắn. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng lão cha mình nhìn thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ra mặt can thiệp. Hắn bây giờ có thể xác định là, đảng khấu quân một lần này từ tiện xuất binh đến Trần Châu cướp bóc, lão cha mình khẳng định là ngầm đồng ý, bây giờ duy nhất có thể khiến hồ quân thu binh, có thể chỉ có lão cha. Chỉ cần hai bên có thể bãi binh giảng hòa, vậy hắn có thể đủ ở trong đó quay vần, giải quyết nguy cơ lương thực vật tư. Khi tống đằng vị trưởng sử quan Châu tiết độ phủ này vì bọn họ đối mặt nguy cơ thiếu vật tư mà phát sầu. Ở trên mặt sông Trấn Quảng Giang, đội thám báo phó tướng đảng khấu quân Lý Hưng Sương phái ra cũng đã quay trở về trong một chỗ tòa nhà lớn của trấn quảng giang lý hưng sương tự mình tiếp kiến binh sĩ thám báo người đầy nước bùn hôm nay kiêu kỵ doanh đến trấn đông nghĩa đối diện bọn họ tăng mạnh cảnh giới tuần tra cho nên đội thám báo đảng khấu quân tốn rất nhiều sức lực mới làm rõ bố trí cùng phối trí binh lực của bọn họ ngươi là nói đối diện chỉ có hơn ngàn kỵ binh cũng không có cái gọi là mấy vạn viện quân lý hưng sương sau khi nghe xong binh sĩ thám báo nói vẻ mặt đầy kinh ngạc ngày đó chính là vì không làm rõ tình huống của đối phương hắn mới hạ lệnh rút quân bây giờ không ngờ đối phương đến cứu viện chỉ là một mũi bộ đội kỵ binh nhỏ điều này làm hắn có một loại cảm giác bị đùa dẫn binh sĩ thám báo nói khẳng định tướng quân bọn hắn thật sự chỉ có một mũi kỵ binh chúng ta trốn ở bên kia hai ngày từ trong ra ngoài đều thăm dò rõ rồi thật sự không có quân đội khác lý hưng sương sau khi nghe xong thám báo binh nói một phen có chút buồn bực nếu sớm biết như vậy, mình rút quân cái gì chứ? Vẹn vẹn hơn ngàn kỵ binh đã dọa mình lui binh, cái này nếu truyền ra, chẳng phải là làm người ta cười đến rụng răng, đặc biệt bây giờ đại công tử ở đối diện còn chưa có tin tức, hắn phải mau chóng chiếm lĩnh trấn Đông Nghĩa, liên hệ được đại công tử, tiếp ứng vật tư đánh cướp trở về. Truyền quân lệnh ta, lên thuyền, tiến công. Ở sau khi làm rõ tình huống bờ bên kia, phó tướng Lý Hưng Sương không trì hoãn, lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị phát động tiến công lần nữa. Nhưng khi hắn dẫn dắt đại quân lên thuyền, chậm rãi tới gần Trấn Đông Nghĩa, hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Bởi vì chỉ thấy Trấn Đông Nghĩa bên kia tinh kỳ phấp phới, một lộ đại quân đã đến Trấn Đông Nghĩa. Nhìn đối diện xuất hiện lượng lớn quân đội, Lý Hân Sương không thể không lại hạ lệnh dừng tiến lên. Tướng quân, hình như là thổ tự doanh. Có lính gác quan sát tinh mắt thấy rõ cờ hiệu đối diện, rõ ràng là tả kỵ quân thổ tự doanh. Bọn hắn không phải ở Hải Châu sao sao lại đột nhiên đến nơi này? Nhìn cờ hiệu thổ tự doanh kia, sắc mặt Lý Hưng Sương trở nên khó coi. Nhưng đối phương không giống phô trương thanh thế. Binh sĩ tạo thành đội ngũ rất nhanh đã bày đầy bến đò cùng nước cạn chỗ phụ cận, vô số cung mạnh nỏ cứng nhắm vào thuyền của bọn hắn. Rất hiển nhiên, khi bọn hắn phái người thăm dò hư thật đối phương, chậm trễ thời gian. Bây giờ viện quân thật sự của tả kỵ quân đã đến. Đối mặt tình huống này, phó tướng Lý Hưng Sương không dám tùy tiện hành động. Bọn hắn ở lúc tấn công trấn Đông Nghĩa đã tổn thất không ít binh mã, giờ nếu tùy tiện khai chiến quy mô lớn với đối phương, cái này không phải là quyền hạn của hắn. Với lại, viện quân của đối phương đã đến nơi này. Đại công tử lại không có một chút tin tức nào, điều này làm trong lòng hắn dự cảm được một tia không ổn. Hắn lập tức hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, vội vàng phái người hướng đại đô đốc Hồ Quân bẩm báo tình huống mới nhất nơi này huyện thiên trụ, doanh địa lâm thời thần uy quân. Hàng ngàn thanh niên quần áo tả tơi, gầy như que củi đang lĩnh thức ăn cùng quần áo. Bọn họ vốn kéo cả nhà theo, chuẩn bị chạy về phía nam tới đông nam tiết độ phủ. Chẳng qua bọn họ ở trước khi qua sông bị đảng khấu quân chặn lại bắt được, mà sau đó bị giam giữ. Một lần này tiết độ phủ trưởng sử Tống Đằng sau khi đến huyện Thiên Trụ, tiếp nhận toàn bộ hơn ba vạn người này. Hắn không giống nơi khác, giết một đám để dọa, sau đó số còn lại để quan phủ các nơi tự mình đến lĩnh người tống đằng ý thức được mình nếu muốn ở quan châu tiết độ phủ có được quyền phát ngôn lớn hơn nữa phải có được một mũi lực lượng đáng tin bây giờ quân đầu lớn nhỏ của quan châu tiết độ phủ đều là người của lão cha mình bọn họ đối với lão cha mình nói gì nghe nấy nhưng đối với mình vị đại thiếu gia đã ở chức trưởng sử này lại là không nể mặt thế nào một khi lão cha mình qua đời hắn chỉ sợ không áp chế được đám quan quân này vì thế hắn tự mình viết một phong thư cho lão cha mình hy vọng tha thứ những người dân chạy về phía nam này đồng thời vì phòng ngừa bọn họ những người này không có ăn uống sau khi về quê vào rừng làm cướp làm hại địa phương hắn muốn dựa theo quy củ của ngày xưa của các nơi sau khi gặp tai họa chọn lựa ra thanh niên trong đó đưa vào quân đội tiết độ sứ tống chiến đối với con mình tống đằng là gửi gắm kỳ vọng cao chỉ là đứa con trai này của mình không thích đánh trận ngược lại đi con đường quan văn Điều này làm hắn rất căm tức. Dù sao Quan Châu Tiết độ phủ bọn họ không thể so với nơi khác. Bản thân bọn họ dùng võ để có chỗ đứng, nếu không thể lãnh binh đánh trận, đối ngoại không thể phản kháng Tần Châu Tiết độ phủ tiến công, đối nội không trấn được thế lực lớn nhỏ. Bây giờ thấy con mình đề xuất muốn tổ chức một mũi quân đội mới, Tống Chiến không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay lên, cho biên chế thần uy quân. Hắn hy vọng con mình có thể hối cải để làm người mới trở thành một thống soái có thể được các quan quân vui lòng phục tùng quan châu tiết độ phủ trưởng sử tống đằng tự mình phát đồ đạc cho đám thanh niên mới biên vào thần uy quân này đến binh doanh làm cho tốt về sau chỉ cần ta có cơm ăn sẽ không để các ngươi bị đói tống đằng vừa phát đồ cho mọi người vừa tiến hành cổ vũ ủng hộ đối với bọn họ đã đến thì yên đi đừng nghĩ đào tẩu nữa người tiếp theo nhìn trưởng sử tiết độ phủ đại nhân vật như vậy thế mà tự mình phát đồ cho bọn họ rất nhiều thanh niên muốn chạy về phía nam đều có chút xấu hổ bọn họ không sống nổi vốn là muốn đi đông nam tiết độ phủ bên kia xem xem có thể tìm một con đường sống hay không ở sau khi bị đảng khấu quân chặn lại bọn họ cả ngày thấp thỏm lo âu lo lắng mình bị kéo ra ngoài chém đầu vị trưởng sử đại nhân này chẳng những chưa trừng phạt bọn họ còn sắp xếp bọn họ vào thần uy quân phát cho bọn họ quần áo thức ăn cái này làm bọn họ rất cảm động. Bọn họ những người này đều rất hàm hậu, cách suy nghĩ cũng rất đơn thuần. Bọn họ ở Quang Châu tiết độ phủ có cơm ăn, vậy cần gì mạo hiểm rơi đầu chạy tới Đông Nam tiết độ phủ lạ nước lạ cái kiếm ăn chứ? Tống đằng vị đại công tử này không cao cao tại thượng, không có chút bộ dáng cả vú lấp miệng em, điều này là một đám người biên vào thần uy quân có ấn tượng rất tốt đối với hắn. Ở sau khi phát thức ăn cùng quần áo, Tống Đằng lại mang mấy ngàn thần uy quân tân binh này triệu tập ở trên giáo trường, tiến hành một phen nói chuyện lời lẽ thấm thía đối với bọn họ. Các vị tướng sĩ, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là tướng sĩ thần uy quân ta. Tống Đằng nhìn các binh sĩ thần uy quân gầy như que củi kia, nói, ta biết các ngươi trước kia cuộc sống kham khổ. Rất nhiều người không có cơm ăn, không có quần áo mặc, còn cần giao nộp thực thuế má nặng nề, thật sự là không sống nổi mới muốn chạy trốn đây đều là quan phủ quan châu tiết độ phủ chúng ta chưa làm tốt xin lỗi mọi người ta ở nơi này nhận lỗi với các ngươi tống đằng nói xong hướng về mọi người vái một cái thật sâu nhìn thấy tống đằng đại nhân vật như vậy tư thái thấp như thế trên giáo trường tràn đầy tiếng ông ông châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận hành động này của tống đằng khiến trong lòng bọn họ dễ chịu hơn không ít ít nhất vị đại công tử này là biết được quỷ khuất của bọn họ tống đằng dừng một chút thành khẩn nói, ta thừa nhận quan Châu tiết độ phủ chúng ta có rất nhiều vấn đề, cuộc sống của chúng ta rất khổ. Ta bây giờ đã đang bắt tay vào làm giải quyết mấy vấn đề này. Chẳng qua băng dày ba thước không phải một ngày lạnh mà có. Những thứ này đều là một số việc quanh năm suốt tháng tích góp, nếu muốn xử lý tốt, cần một ít thời gian. Tống đàn nhìn mấy ngàn tân binh thần uy quân ở giáo trường, nói, húng hồ một mình ta lực lượng là có hạn. Ta không phải thần tiên, cũng không biết thuật phân thân, cho nên muốn xử lý tốt toàn bộ những việc này, chỉ dựa vào một mình ta là không được. Các tân binh đông nghề nghịch đứng ở trên giáo trường, đều rất lý giải lời Tống Đằng nói. Quan Châu tiết độ phủ bọn họ tệ nạn tích lũy quá sâu, nếu muốn giải quyết những vấn đề đó, không phải là chuyện một sớm một chiều. Quê hương của chúng ta bây giờ mọi thứ chờ khôi phục lại. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta nên lưu lại, dùng đôi tay của chúng ta, để quê hương của chúng ta trở nên tốt hơn. Tống Đằng lớn tiếng nói, ta bây giờ cần càng nhiều người cùng ta bỏ người bỏ sức, bày mưu tính kế, để Quan Châu tiết độ phủ chúng ta trở nên càng ngày càng tốt. Để Quan Châu tiết độ phủ chúng ta mỗi người có áo mặc, mỗi người có ruộng cày, mỗi người có cơm ăn, an cư lạc nghiệp. Các vị tướng sĩ, các ngươi bằng lòng cùng ta, đi thay đổi quê hương của chúng ta, để quê hương của chúng ta trở nên tốt hơn không? sau khi nghe được tống đằng nói trên giáo trường đầu tiên là trầm mặc một phen ta bằng lòng nếu quê nhà có thể tốt lên ta cần gì mạo hiểm đi địa phương khác xin cơm ăn chứ trong đám người có một tân binh dẫn đầu lên tiếng một tân binh này là tống đằng tự mình sắp xếp chính là vì tạo ra một cái tác dụng dẫn dắt ta cũng bằng lòng đi theo đại công tử chỉ cần có cơm ăn có áo mặc ta cũng không chạy nữa ta về sau đi theo đại công tử. Đại công tử bảo chúng ta làm gì, chúng ta làm cái đó. Có người dẫn dắt, cảm xúc của các tân binh cũng đều bị điều động lên. Bọn họ đều là một ít người rất thuần túy, yêu cầu của bọn họ cũng rất thấp, chỉ là sống sót mà thôi. Tống đằng vị đại công tử này không chỉ thừa nhận vấn đề, hơn nữa bằng lòng thúc đẩy giải quyết, cái này vô hình trung làm bọn họ sinh ra hảo cảm đối với vị đại công tử này. Bọn họ cũng cảm thấy chỉ dựa vào một mình đại công tử không được, cho nên rất nhiều người ngay lập tức tỏ vẻ, nguyện ý tùy tùng đại công tử, theo hắn cùng đi thay đổi tình trạng trước mặt. Tống Đàn nhìn các tân binh cảm xúc bị điều động lên này, trong lòng cũng rất phấn chấn, rất cảm khái. Những người dân này sở dĩ đào vong, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng. Hôm nay mình cho bọn họ hy vọng, bọn họ liền bằng lòng ở lại, nguyện ý theo mình cùng nhau đi khiến quê nhà của mình trở nên tốt hơn đây là dân chúng thật tốt nha, thần uy quân chúng ta đều là tân binh, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là một binh sĩ rồi. Chúng ta muốn để quê nhà trở nên tốt hơn, đầu tiên càng càng quét sơn tặc giặt cỏ, để dân chúng toàn bộ thôn trấn đều không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng chúng ta muốn đánh bại đám sơn tặc giặt cỏ kia, chỉ dựa vào hô khẩu hiệu là không được. Chúng ta cần học được đi sử dụng binh khí như thế nào, bày trận như thế nào, giết địch như thế nào. Tống đằng nhìn bọn họ, nói ta sẽ hết sức đi kiếm quần áo lương thực để các ngươi có thể ăn no cũng để người nhà các ngươi không đói bụng nhưng ta hy vọng các ngươi cũng phải nghe theo hiệu lệnh nếu ai không nghe hiệu lệnh vậy nợ của nợ mới cùng nhau tính đến lúc đó ta sẽ không khách khí có áo cơm bảo đảm mọi người không có nỗi lo ở sau chúng ta đều nghe đại công tử vậy tốt ta bây giờ ban bố một ít quy củ của thần uy quân tống đằng nói xong từ trong lòng mình lấy ra một phần quân quy chế định sẵn một phần quân quy này là hắn tổng hợp quân đội quan châu tiết độ phủ bọn họ tham khảo một ít quy cũ của đông nam tiết độ phủ tả kỵ quân chế định ở trong mắt hắn trương đại lang có thể cuộc khởi trong thời gian ngắn không tách rời với mị lực cá nhân của gã phương lược trị quân nghiêm minh hắn cũng luôn chú ý trương đại lang hơn nữa đang cố ý đi học tập một ít ưu điểm của gã một lần này hắn trụ hoạch kiến lập thần uy quân cũng hy vọng một mũi quân đội này có thể biến thành quân đội quân kỷ nghiêm minh, chiến lực vô song. Chỉ cần về sau thời cơ thành thục, hắn muốn từng bước dùng một mũi quân đội này thay thế đại quân khổng lồ lộn xộn kia của Quan Châu Tiết độ phủ. Bây giờ Quan Châu Tiết độ phủ nuôi một mũi quân đội khổng lồ. Trừ một ít tinh nhuệ, đại đa số quân đội đều là các loại tùy tiện xây dựng. Đặc biệt rất nhiều địa phương sau khi gặp tai họa, vì phòng ngừa có người tạo phản, cho nên sẽ lâm thời chiêu mộ thanh niên biên vào quân đội nhét vào quản lý khống chế. Những quân đội này tốt xấu lẫn lộn, tiêu hao lượng lớn lương thực tiền bạc. Ở trong mắt Tống Đằng, hoàn toàn là không cần thiết. Quan Châu tiết độ phủ bọn họ cần là tinh binh thiện chiến. Dùng tinh binh thay thế các tạp bài quân chiến lực không mạnh kia, có thể giảm bớt lương thực tiền bạc tiêu hao. Lương thực tiền bạc tiêu hao ít đi, vậy bọn họ có thể tiến một bước giảm bớt thuế má, giảm bớt áp lực của dân chúng. Chỉ cần mấy năm, Quan Châu tiết độ phủ bọn họ liền có thể khôi phục nguyên khí. Quan Châu tiết độ phủ trưởng sử Tống Đằng ở sau khi phát biểu cho các tân binh, quay trở về trung quân đại trướng đơn sơ. Hắn bây giờ không chỉ là trưởng sử, đồng thời kiêm nhiệm đại đô đốc thần uy quân. Tống Đằng bất chấp nghỉ ngơi, gọi thị vệ trưởng ở trưởng sử phủ mình trương thần vào trong lều trại của mình. Tiểu thần, ta chuẩn bị cho ngươi đảm nhiệm giáo úy thần uy quân, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Đằng sau khi bảo thị vệ trưởng trương thần ngồi xuống, cười tủm tỉm trưng cầu ý kiến của trương thần thị vệ trưởng trương thần ngẩn ra sau đó trong lòng kích động không thôi hắn bây giờ tuy trên danh nghĩa là thị vệ trưởng của trưởng sử phủ nhưng trên thực tế chỉ là một đô ý mà thôi đại công tử để mình đảm nhiệm giáo úy thực quyền đây là tín nhiệm cùng trọng dụng đối với hắn đại công tử ta vẫn là muốn đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ an nguy của ngươi thị vệ trưởng trương thần tuy cao hứng nhưng hắn sau khi cân nhắc một phen cảm thấy theo bên người Tống đằng có tiền đồ hơn. Dù sao làm giáo úy thần uy quân, vậy thì không có khả năng lúc nào cũng ở cùng một chỗ với đại công tử. Thời gian dài, vậy liền xa cách với đại công tử. Nếu đi theo bên người đại công tử, tiền đồ càng thêm sáng sủa. Tống đằng nhìn thấu suy nghĩ của thị vệ trưởng Trương thần, cười nói, "Ta biết ngươi trung thành và tận tâm đối với ta. Chính là vì như thế, ta mới để ngươi đi thần uy quân đảm nhiệm giáo úy." dù sao dùng người khác mà nói, ta không yên tâm. Tống Đằng giải thích, ngươi là thị vệ trưởng ta tự mình chọn lựa, năng lực của ngươi ta là rất tán thành. Một lần này để ngươi đi đảm nhiệm giáo úy thần uy quân, ta là hy vọng ngươi có thể mang một mũi quân đội này dẫn dắt ra cho ta, trở thành trợ lực của ta, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Thị vệ trưởng trương thần là tài tướng đắc lực Tống Đằng từ quân đội tinh nhuệ chọn lựa ra. Lần này để gã đi thần uy quân, chính là hy vọng tâm phúc này đi nắm giữ một mũi quân đội này, không hy vọng người khác nhúng tay vào. Đảng Khấu quân đại đô đốc Hồ quân phái 100 quan quân tới đây, trên danh nghĩa là giúp hắn. Nhưng ở trong mắt Tống Đằng, các quan quân đó hắn là không coi trọng. Những người đó đều là một đám mãn phu thô lỗ mà thôi, giao quân đội cho những người đó, hắn là không yên tâm. Đại công tử, ta biết rồi. Thị vệ trưởng Trương thần nói ngay, ta nghe đại công tử ta đi đảm nhiệm giáo quý thần uy quân ừm vậy mới đúng chứ thấy trương thần đã hiểu dụng ý của mình tống đằng cao hứng trực tiếp gật đầu thần uy quân là một mũi quân đội mới ta hy vọng thao luyện nó trở thành một mũi tinh nhuệ quân kỷ nghiêm minh năng chinh thiện chiến tống đằng dạng dò đối với trương thần cho nên các tật xấu đó của quân đội khác quan châu tiết độ phủ ta cũng không muốn dẫn vào quân đội chính là quân đội nữ nhân gia quyến đừng dẫn vào trong quân doanh trong quân doanh cũng không thể bài bạc, uống rượu. Ngươi cần mọi việc lấy Đông Nam tiết độ phủ tuần phòng quân, tả kỵ quân làm tấm gương, sưu tập thêm một ít tin tức bọn họ luyện binh, đánh trận như thế nào, học tập bọn họ nhiều hơn. Tống Đằng là rất kính nể Trương Vân Xuyên, cho nên hắn hy vọng một mũi quân đội này có thể đối chiếu quân đội dưới trướng Trương Vân Xuyên. Một mũi quân đội chỉ có mảnh tướng xung phong hãm trận không thể được, còn cần một ít người biết động não. Tống Đằng phân phó đối với Trương Thần, ta kiêm nhiệm đại đô đốc, rất nhiều chuyện có thể không chiếu cố được. Cho nên về sau công việc bình thường của thần uy quân, đều tạm thời do ngươi giáo úy này phụ trách. Ngươi cần dựa theo quy của ta chế định, nghiêm khắc thực thi. Đồng thời cần từ trong quân chọn ra một đám người trung thành tin cậy, năng lực học tập mạnh, từng bước dùng bọn họ thay thế các quan quân kia đảng khấu quân phái tới. Đây là lần đầu tiên Tống Đằng lãnh binh, hắn đối với một mũi quân đội này là gửi gắm kỳ vọng cao đây không chỉ là tiền vốn hắn về sau có chỗ đứng ở quan châu tiết độ phủ đồng thời cũng là một hậu thuẫn mạnh mẽ mình thúc đẩy nội bộ quan châu tiết độ phủ dọn dẹp các hạng tệ nạn trong tay không có binh đám quan quân kia sẽ không nghe mình cho dù mình là người nối nghiệp được chỉ định cho nên chế tạo một mũi quân đội này trở thành cường quân tinh nhuệ là việc cấp bách của hắn đương nhiên hắn trước kia chưa từng cầm quân đánh trận hắn bây giờ chỉ có thể nhìn bầu mà vẽ gáo tất cả tham khảo tả kỵ quân của trương vân xuyên khi tống đằng đang dặn dò tâm phúc trương thần của mình một loạt công việc xây dựng thần uy quân một vệ binh xuất hiện ở cửa lều trại đại công tử thương nhân lương thực hà ngọc đạt cầu kiến tống đằng sau khi nghe được vệ binh bẩm báo lập tức kết thúc nói chuyện với trương thần hắn bây giờ ở nơi nào ở cửa binh doanh lập tức mời hắn vào rõ vệ binh nhận lệnh mà đi hà ngọc đạt là tống đằng phái đi đông nam tiết độ phủ chính là vì làm ra giải thích đối với chuyện thủy khấu tập tiếp trần châu bù lại quan hệ của hai bên hôm nay đông nam tiết độ phủ chặt đứt toàn bộ thông đạo vận chuyển vật tư phong tỏa địa khu biên giới khiến quan châu tiết độ phủ bọn họ hôm nay vật tư khang hiếm nghiêm trọng các loại sự kiện đánh cướp càng ngày càng tăng trong lòng tống đằng bây giờ là rất sốt ruột bức thiết hy vọng giải quyết vấn đề này Hà Ngọc Đạt đã trở lại, hắn bức thiết muốn biết được thái độ của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đặc biệt tả kỵ quân trương Đại Lan. Một lát sau, Tống Đằng ở trong lều trại của mình tiếp kiến thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt một đường đi vội trở về. Tình huống như thế nào? Bọn họ bên kia nói như thế nào? Gặp được đại đô đốc tả kỵ quân trương Đại Lan không? Hà Ngọc Đạt vừa ngồi xuống, Tống Đằng đã sốt ruột không chờ được bắt đầu hỏi. Hà Ngọc Đạt thở hỗn hển một hơi, chấp tay ấy nấy nói đại công tử lần này ta xin lỗi ngài chưa làm tốt công việc nghe được hà ngọc đạt nói như vậy trong lòng tống đằng lột bột một cái cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý biết được chuyện này không phải dễ dàng quay vần như vậy dù sao quan châu bọn họ bên này phái người giả trang thủy khấu đánh cướp khắp nơi người ta không tức giận mới là lạ nếu muốn sửa chữa tốt lại nhắm chừng phải tiến hành một hồi đàm phán gian khổ Quan Châu tiết độ phủ bọn họ cũng có trả giá nhất định. Không quan trọng. Tống Đằng khoát tay nói, ngươi nói tình huống một lần này đi. Vâng. Hà Ngọc Đạt lập tức bẩm báo, Đại Công Tử, ta một lần này một đường đi vội, chuẩn bị đi Hải Châu. Chẳng qua ở cảnh nội phủ Đông Sơn gặp Đại Quân Trương Đại Lan dẫn dắt, hắn đang chuẩn bị đến Trần Châu. Hắn dẫn dắt Đại Quân tới đây. Vâng, bây giờ đã tiến vào cảnh nội Trần Châu tin tức này khiến trong lòng tống đằng trầm xuống theo hắn biết bây giờ tham tướng đảng khấu quân hồ chí dũng dẫn thủ hạ còn chưa rút về bây giờ trương đại lang dẫn thủ hạ tới đây vậy hồ chí dũng ở lại bên kia liền nguy hiểm hắn cảm thấy rất cần thiết nói tin tức này cho đại đô đốc hồ quân một tiếng tuy đối phương không thừa nhận phái người đi trần châu nhưng tốt xấu đều là quân đội nhà mình cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ tổn thất trên thực tế tống đằng không biết là hồ chí dũng bây giờ không chỉ đánh trận thua bản thân càng bị bắt làm tù binh ngươi gặp được trương đại lan không hà ngọc đạt lắc lắc đầu ta chưa gặp được trương đại đô đốc nhưng ta gặp được tô cô nương tống đàn nghĩ tới tô cô nương dáng người cao gầy dung mạo thanh tú kia trong lòng liền cảm thấy đáng tiếc nếu mình sớm quen biết nàng thì tốt rồi chẳng qua bây giờ cái gì cũng đã muộn vị tô cô nương này bây giờ là người của trương đại đô đốc rồi hắn tuy rất hâm mộ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Hắn gạt ra suy nghĩ miên man trong đầu, tiếp tục mở miệng hỏi Hà Ngọc Đạt. Tống Đằng hỏi, Tô Cô Nương nói như thế nào? Tô Cô Nương nói, phong tỏa biên giới, phòng ngừa thủy khấu tập tiếp quấy rối, đây là mệnh lệnh tiết độ phủ bọn họ đã sớm phát ra. Tả kỵ quân bọn họ chẳng qua là chấp hành quân lệnh của tiết độ phủ mà thôi, không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Nghe tới đây, Tống Đằng lộ ra nụ cười khổ. Đảng khấu quân bọn họ từng tập tiếp Trần Châu, trong đó hắn còn là người khởi xướng. Lúc ấy Quang Châu tiết độ phủ bọn họ thật sự là đói, cho nên mới đi cướp vài lần, để giải quyết khẩn cấp. Đương nhiên, dẫn tới hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Vì giải quyết vấn đề thủy khấu, Đông Nam tiết độ phủ cũng áp dụng một loạt thi thố. Đông Nam tiết độ phủ trực tiếp phong tỏa biên giới, đóng cửa toàn bộ bến tàu phàm là thôn xóm vùng ven sông đều không thể xuống nước đánh cá, phòng ngừa bọn họ sâu chuỗi với thủy khấu, làm nội ứng cho thủy khấu. Những người làm ăn kia càng rất thảm, không cho phép bọn họ tới gần Nam Giang Phạm Vi 50 trượng, ai dám tới gần, một khi bắt được, giết không tha. Đông Nam tiết độ phủ làm như vậy chính là muốn đoạn tuyệt tin tức, nguồn vật tư của thủy khấu, chặt đứt tiếp tế tiếp viện của bọn họ. Đông Nam tiết độ phủ hoài nghi sau lưng thủy khấu có quan châu tiết độ phủ chống lưng lại âm thầm hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào làm ăn với Quan Châu Tiết Độ Phủ, bán cho bọn họ lương thực, muối ăn vải vóc các vật tư. Cái này không thể nghi ngờ làm kịch liệt thêm Quan Châu Tiết Độ Phủ khốn cùng, làm cuộc sống của bọn họ càng thêm gian nan. Chẳng qua mệnh lệnh thì mệnh lệnh, người phía dưới thật sự làm hay không là một câu chuyện khác. Đại đa số thương nhân Đông Nam Tiết Độ Phủ không có bối cảnh thật là bởi vì một đạo mệnh lệnh này không dám làm ăn với Quan Châu Tiết Độ Phủ bên này cũng may lúc đó phó tướng tuần phòng quân trương đại lang và tô ngọc ninh dưới trướng hắn thiếu quân bị thiếu chiến mã các thứ tống đằng và tô ngọc ninh sau khi móc nối hai bên ngầm triển khai một loạt giao dịch có trương đại lang vị này ở bên trên bảo kê tuy tiết độ phủ có mệnh lệnh nhưng trên thực tế làm ăn với quan châu chưa chịu bao nhiêu ảnh hưởng ngược lại có xu thế mở rộng một lần này đảng khấu quân nhận bạc của phục châu tự tiện hành động lại đã chọc giận trương vân xuyên vị đại lão này hôm nay trương vân xuyên ra lệnh một tiếng vậy thật sự là một hạt lương thực cũng không có cách nào vận chuyển đến cảnh nội quan châu bây giờ nghe hà ngọc đạt nói đối phương bê ra mệnh lệnh của tiết độ phủ hắn chỉ có thể cười khổ đối phương rất rõ ràng chính là lấy lệ nếu trương đại lan thật sự nghe mệnh lệnh tiết độ phủ lúc trước cũng sẽ không ngầm làm ăn với bọn họ tô cô nương nói bọn họ đối với đại công tử ngài vẫn là tương đối khâm phục cũng là tôn trọng bọn họ nói hai nhà chúng ta làm ăn lâu như vậy đại công tử vẫn luôn là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn bọn họ cũng muốn kết giao với đại công tử ngài hà ngọc đạt nói chỉ là một lần này thủy khấu cướp bóc trần châu tạo thành tổn thất thật lớn cho dân chúng trần châu đồng thời có thủy khấu uy hiếp bọn họ cũng lo lắng hàng hóa bị thủy khấu cướp bóc tạo thành tổn thất không cần thiết cho nên khôi phục chuyện làm ăn còn phải chờ chuyện thủy khấu giải quyết xong lại làm định đoạt Hà Ngọc Đạt một lần này đi tả kỵ quân một chuyến, tuy chưa gặp được đại đô đốc tả kỵ quân Trương Đại Lan. Nhưng hắn cũng không đi ổn. Tống Đằng ít nhất đã thăm dò rõ một cái thái độ của đối phương. Trương Đại Lan này cũng chưa thái độ cứng rắn đến mức trực tiếp từ chối câu thông với bọn họ giải quyết chuyện này. Ít nhất ở mặt ngoài đối phương vẫn chịu đàm phán, về phần có thể đàm phán thành công hay không, vậy phải xem thành ý của hắn bên này. Tống Đằng chà chà mặt mình, có chút phát sầu đối phương cũng đã phóng thích đủ thiện ý, nhưng hắn bên này thật sự là không lấy ra được lợi thế. Bởi vì một lần này là đảng khấu quân đại đô đốc Hồ Quân Âm thầm phái người đi, người ta không thừa nhận, càng đừng nói nhận lỗi. Báo Khi Tống Đằng đang rầu rĩ, một vệ binh vội vã đến. Đại công tử, Trần Châu bên kia có tin tức đưa qua. Vệ binh sau khi cất bước tiến vào lều trại, mang một tờ giấy nhỏ cùng một phần Trần Châu Nhật báo hai tay trình cho đại công tử Tống Đằng huyện Thiên Trụ, Phủ Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân Trầm Đại Đô Đốc Hồ Quân không còn sự trầm ổn ngày xưa, vỗ một phát mang một phần Trần Châu Nhật Báo vỗ mạnh lên trên bàn. Con mẹ nó! Lão tử đánh giá thấp tả kỵ quân của Trương Đại Lan này rồi. Trần Châu Nhật Báo này là thám tử bọn họ ở Trần Châu bên kia lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới. Ở đầu báo đăng nội dung tình hình cụ thể Trần Châu tả kỵ quân tiêu diệt Thủy Khấu, bắt sống đầu một Thủy Khấu. Mấy tin tức này đối với dân chúng Trần Châu mà nói, tự nhiên là tin tức tốt bằng trời. Cái này làm bọn họ đối với Trần Châu tả kỵ quân càng thêm kính nể cùng ủng hộ. Nhưng đối với đại đô đốc đảng khấu quân Hồ Quân mà nói, tin tức này không khác xét đánh ngang tai, bởi vì cái gọi là thủy khấu là đảng khấu quân tiền doanh hắn phái đi, lãnh binh chính là con trưởng Hồ Chí Dũng hắn cưng chiều nhất, hôm nay đánh cướp bất thành, ngược lại bị tả kỵ quân thu thập, điều này làm trong lòng Hồ Quân vừa kinh vừa giận. Tiểu Dũng cũng là một cái thùng cơm. Cơ hội lập công tốt như vậy, hắn thế mà làm hỏng. Hồ quân đứng lên, hai tay đặt ở sau lưng, tức giận đến mắng to, hắn tốt xấu gì là tham tướng của đảng khấu quân ta. Bây giờ thế mà lật thuyền trong mương, bị một đám bại tướng dưới tay ngày xưa đánh bại, bản thân còn bị bắt sống, quả thực mất mặt vô cùng. Hồ quân đối với đứa con trưởng này của mình vẫn luôn gửi gắm kỳ vọng cao hồ chí dũng từ trước tới nay tác chiến dũng mãnh các phương diện biểu hiện đều không khiến hắn lão cha này thất vọng hắn một lần này phái hồ chí dũng đi cướp bóc trần châu ở trong mắt hắn cái này căn bản không có bao nhiêu phiêu lưu còn có thể kiếm một ít công huân tăng thêm một ít uy vọng bọn họ ngầm thu bạc của phục châu chỉ cần đi trần châu lượng một vòng đánh cướp một vài thứ ứng phó phục châu một chút là được nhưng ai biết một lần cướp bóc nhẹ nhàng như vậy thế mà bị con trưởng mình coi trọng làm hỏng hôm nay là trộm gà bất thành còn mất nắm thóc. Tổng binh hao tướng không nói, con trưởng Hồ Chí Dũng càng bị người tả kỵ quân bên kia bắt được. Đại Đô Đốc, bây giờ đại công tử rơi vào trong tay tả kỵ quân, chuyện này không dễ xử lý nha. Phó tướng Kim tham quân mạnh an đợi sau khi đại Đô Đốc Hồ Quân phát tiết một phen sự khó chịu trong lòng, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta phải mau chóng nghĩ cách giải quyết việc này thích đáng. Nếu không, đại công tử chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng mạnh an thấp thỏm lo âu nói hơn nữa chuyện này chọc đến chỗ tiết độ sứ để tiết độ sứ đại nhân biết được sẽ càng thêm phiền toái một khi tiết độ sứ đại nhân biết được chúng ta âm thầm thu bạc của phục châu phái binh cướp bóc trần châu vậy sợ là không dễ ăn nói huống hồ chúng ta một lần này tổn thất lớn như vậy còn dẫn tới đông nam tiết độ phủ phong tỏa vật tư đối với chúng ta tiết độ sứ tống chiến tuy ngầm đồng ý bọn họ người phía dưới có thể tự mình nghĩ biện pháp kiếm một ít lương thực tiền bạc bù lại khốn cảnh quân nhu không đủ nhưng đây đều là thuộc loại quy tắc ngầm chỉ cần không làm quá mức tống chiến hầu như đều là mở một mắt nhắm một mắt nhưng chuyện một lần này làm có chút lớn đặc biệt đảng khấu quân tiền doanh bây giờ hầu như toàn quân bị diệt dẫn phát đông nam tiết độ phủ cấm vận vật tư đối với quan châu tiết độ phủ bọn họ cái này xa xa vượt qua bọn họ khống chế. Đại đô đốc Hồ Quân đặt mông ngồi ở trên ghế, trong lòng cũng có chút bực bội. Ở trong kế hoạch ban đầu, từ trong tay phục châu thu 200 vạn lượng bạc, lại từ Trần Châu cướp bóc một ít tiền tài hàng hóa dân cư. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đảng khấu quân bọn họ một lần này phát tài rồi, đến lúc đó hiếu kính cho tiết độ sứ tống chiến một chút, vậy bọn họ kế tiếp có thể sống thoải mái nhiều năm hôm nay kế hoạch không theo kịp biến hóa, điều này làm hắn rất căm tức. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đại đô đốc Hồ Quân ném ánh mắt về phía tham quân Mạnh An của mình. Mạnh An trầm ngâm, sau đó nói, Đại đô đốc, chúng ta không bằng phái người liên hệ trước với tả kỵ quân bên kia một phen. Cứ nói một lần này cướp bóc là người phía dưới tự tiện hành động, chúng ta cũng không biết tình huống. Xem ở trên phần hai nhà chúng ta giao hảo, hy vọng bọn họ có thể trả lại tướng sĩ bị bắt giữ của chúng ta mạnh an nói đương nhiên chúng ta sẽ tiến hành một phe nghiêm trị đối với bọn hắn một lần này trần châu bên kia cũng có một chút tổn thất chúng ta chỉ sợ phải lấy ra mấy chục vạn lượng bạc để xoa dịu chuyện này đại đô đốc hồ quân hỏi bọn hắn có thể đáp ứng sao tham quân mạnh an nói hôm nay đại quân phục châu đã bắt đầu tiến công trừ thành lâm xuyên lâm xuyên toàn cảnh luân hãm Tiên phong của Phục Châu đã tiến vào cảnh nội Phủ Đông Sơn, Phủ Ninh Dương, biên giới Trần Châu cũng có Phục Châu quân, Trần Châu bên kia áp lực cũng rất lớn. Tả kỵ quân lúc này nếu trở mặt với chúng ta, bọn họ sẽ gặp phải áp lực song tuyến tác chiến. Ta nghĩ bọn họ chỉ cần không ngốc, bọn họ sẽ mượn dốc súng lừa, đồng ý với đề nghị của chúng ta. Đại đô đốc Hồ Quân hùng hùng hổ hổ nói, con mẹ nó, cái này đều là chuyện gì vậy? Lão tử vì 200 vạn lượng bạc, không chỉ tổn thất tiền doanh, còn đặt cả tiểu dũng vào, quá không có lãi rồi. Hồ quân sau khi mắng vài câu, trực tiếp phân phó đối với Mạnh An, vậy được rồi, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Phái người đi nói với tả kỵ quân bên kia, cứ nói đây là một cái hiểu lầm. Chỉ cần bọn họ thả người, chúng ta bằng lòng cho bọn họ một ít bồi thường. Vâng. Con trai mình ở trong tay đối phương, hồ quân có chút ném chuột sợ vỡ đồ, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp chỉ đàm phán giảng hòa không được. Còn phải điều binh. Lại điều hai doanh binh mã đi trấn Quảng Giang, giao cho phó tướng Lý Hưng Sương. Hồ quân nói với tham tướng Mạnh An, mang binh mã đều triển khai vùng ven sông cho ta, cho tả kỵ quân bờ bên kia một ít áp lực. Hồ quân bày ra một tư thế có thể tiến công Trần Châu bất cứ lúc nào như vậy. Chính là hy vọng tả kỵ quân đừng thương tổn con mình Hồ Chí Dũng. Một khi tả kỵ quân dám bí quá hóa liều, vậy đảng khấu quân của hắn sẽ toàn tuyến ép lên báo thù lại đưa thư cho phục châu bên kia hồ quân nghĩ một chút nói bảo bọn họ phái ra một mũi binh mã đặt ở trên biên giới trần châu cũng bày ra tư thế tiến công vâng tham quân mạnh an gật gật đầu đã biết dụng ý của đại đô đốc nhà mình đó chính là một lần này bọn họ tuy là thỏa hiệp đàm phán nhưng bọn họ vẫn phải chiếm cứ quyền chủ động muốn dùng vũ lực mạnh mẽ uy hiếp tả kỵ quân đồng ý thả người khi đại đô đốc đảng khấu quân hồ quân đang vì nghĩ cách cứu viện con mình hồ chí dũng mà làm bố trí tả kỵ quân quân tình ti ti trưởng điền trung kiệt đã đến đại lao thành bắc an hắn mới vừa đi đến cửa đại lao đã nghe thấy bên trong truyền đến từng đợt tiếng rít cào tức giận mắng chuỗi chấn động lỗ tai người ta vang ong ong kẻ mắng chửi người ta này là ai thế điền trung kiệt hướng về trong đại lao âm u ẩm ướt nhìn một lần mở miệng hỏi Ngục Tốt đang mở cửa cho hắn. Ngục Tốt trả lời, chính là đầu mục thủy khấu kia mấy ngày trước bắt vào. Từ khi nhốt vào bắt đầu đã luôn mắng chửi người, rất hung dữ. Điền Trung Kiệt sau khi nghe được kẻ mắng chửi chính là Hồ Chí Dũng mình lần này đến muốn thẩm vấn, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Điền Trung Kiệt nói, giờ cũng là tù nhân rồi, mắng người còn có sức như vậy, xem ra ăn rất no nha. Ngục Tốt trả lời, Trương Tổng Bộ đầu Dạng dò, nói đầu một thủy khấu này là nhân vật quan trọng muốn chúng ta đúng hạn đưa nước đưa cơm chiêu đãi cho tốt hơn nữa còn phái người trị thương cho hắn nói phải chú ý hắn mọi lúc đừng để hắn xảy ra cái gì ngoài ý muốn quả thực chính là nói nhảm điền trung kiệt tức giận nói để hắn ăn no còn mắng chửi người à từ hôm nay trở đi trước bỏ đói hắn ba ngày điền trung kiệt dặn dò một tên tù nhân mà thôi không cần thiết nung chiều hắn Vâng. Ngục tốt sau khi nghe xong quân tình ti ti trưởng điền Trung Kiệt nói, lập tức lộ ra nụ cười cao hứng. Nếu không phải bên trên có dạng dò, hắn đã sớm muốn thu thập đầu một thủy khấu miệng đầy ô ngôn quế ngữ nơi này rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.